Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký chiều hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Hôm nay là ngày thứ tư, 24 tây tháng 11 năm 2021. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là thông báo. Thông báo thứ nhất là mấy ngày nay thì YouTube bị thiếu người do mùa lễ lộc và tình trạng thiếu nhân sự. Do đó thì cái hệ thống encoding và decoding của YouTube đã có sự trễ nải. Do đó thì quý vị thông cảm cho tất cả các chương trình của Phong up lên hoặc là livestream thì nó sẽ xuất hiện trễ lại, có thể vài tiếng đồng hồ và có thể là trễ hơn cả nửa ngày. Do đó quý vị thông cảm cho, và những gì có thì quý vị có thể vào thẳng channel của Phong để xem lại các chương trình thường lệ. Đây là cái thông báo đặc biệt bởi vì tình trạng của YouTube Phong chịu thôi, không có cách nào hơn. Đó là cái thông báo thứ nhất. Cái thông báo thứ hai là Phong và Phượng Mai đứng ra tổ chức một cái chương trình âm nhạc ở tại thành phố Houston ở Baby Club vào ngày 25 tây tháng 12 sắp tới đây, ngày lễ Christmas. Những quý vị nào ở thành phố Houston, các vùng phụ cận từ Garland, Dallas cho tới Arlington và Fort Worth hay là Austin có thể về Houston tham dự chương trình này với sự xuất hiện của các danh ca nổi tiếng Khánh Hà, Thanh Lan, Chế Linh, Hương Lan, Phượng Mai, với sự điều khiển chương trình của MC Lưu Việt Hùng và ban nhạc Brother Band. Và đây là một cái chương trình có cái tên là Huyền Thoại, có nghĩa là huyền thoại của mùa Giáng sinh, cũng như là huyền thoại của các danh ca làm nên tên tuổi của họ trước năm 1975 và vẫn đứng vững cho tới ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ đến tham dự thật đông đảo và ghi danh tham dự, đặt bàn trước và đặt vé trước, đừng đợi tới giờ chót mới đặt. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với lại Cơm Gà Houston, nơi duy nhất bán vé, và số điện thoại là 281-857-2377, 281-857-2377. Phong và Phượng Mai hy vọng rằng tất cả mọi người cũng sẽ có mặt để chúng ta có dịp tâm tình gặp gỡ nhau và thưởng thức những ca khúc rất hay làm nên những tên tuổi này. Cảm ơn tất cả mọi người. Và đó là cái thông báo. Và bây giờ thì chúng ta bước vào trong cái phần thời sự mỗi một ngày. Quý vị, sáng ngày hôm nay Phong có loan tin là một cái tổ chức chiến lược ở tại Úc đã lên tiếng nói rằng tương lai Internet không thể nằm trong tay của Bắc Kinh. Đây là cái bài là cảnh báo của một tổ chức chiến lược ở tại Úc có cái tên là Australia Strategic Policy Institute, tức là một cái tổ chức chiến lược, chính sách chiến lược của Úc, nghiên cứu về chính sách chiến lược của Úc, gọi tắt là ASPI. Trong đó họ nói rằng Cộng sản Trung Quốc đã thành công một phần nào xuất cản cái chế độ độc tài kiểm duyệt của họ ra nhiều nơi trên thế giới và gây ảnh hưởng tới cái hệ thống trên toàn cầu, kể cả một cái tổ chức gọi là World Internet Conference, trong đó là bắt đầu đưa ra những chính sách giá trị mà quản trị cái không gian mạng. Và trong đó thì họ khẳng định là từ thời Tập Cận Bình, khi mà Tập Cận Bình lên nhận chức thì ông ta đã bắt đầu áp dụng cái chính sách kiểm soát Internet. Tuy nhiên đó là phần ở Trung Quốc. Nay thì Tập Cận Bình đã bắt đầu thành công một phần nào trong việc xuất cản cái việc mà kiểm duyệt Internet và kiểm duyệt các cái mạng xã hội ra trên toàn thế giới, và nhiều quốc gia đã áp dụng cái phương thức của Cộng sản Trung Quốc, và nhiều công ty mạng xã hội cũng đã áp dụng cái phương thức của Cộng sản Trung Quốc để mà quản trị cái mạng xã hội của họ, hay là các chính quyền các quốc gia tìm cách để giới hạn những cái quan điểm ở trên Internet và đã bị lạm dụng và bị chính trị hóa rất nhiều. Cuối cùng nó trở thành công cụ của những cái tổ chức chính trị cố tình tìm cách kiểm soát và tư tưởng và định hướng người dân. Ok quý vị, đây là lời cảnh báo rất mạnh mẽ của tổ chức ASPI. Đây là một tổ chức chiến lược nằm tại Úc, và họ nói rằng nếu không cẩn thận, toàn cầu sẽ rơi vào cái bẫy của Trung Quốc. Và trong đó là cái hệ thống kiểm duyệt của Trung Quốc sẽ được xuất cản và đang được xuất cản, và có thể rằng là nó sẽ gây tổn thương cho các nền dân chủ và tự do trên thế giới. Ok quý vị, đó là cái bản báo cáo mới nhất của ASPI, một tổ chức chiến lược ở tại Úc đã đưa ra lời cảnh báo này. Thì lời cảnh báo này Phong nghĩ rằng cũng là một cái bài phân tích khá tốt trong cái chương trình Houston Nhật ký chiều ngày hôm nay, để quý vị thấy được sự gia tăng kiểm duyệt không những
là ở những chế độ độc tài toàn trị, mà nó còn lan rộng ra một số những quốc gia dân chủ, và đồng thời nó đang nằm trong tay và gần như các công ty truyền thông xã hội, tức là social media, đang áp dụng cái phương thức kiểm duyệt của Trung Quốc và bắt đầu học đúng những chiêu thức của Trung Quốc. Ok quý vị, để nói về điều này thì có lẽ là Phong phải bắt đầu phân tích từ cái giá trị thật sự. Cái giá trị thật sự của con người. Rồi sau đó chúng ta mới đi tới cái bài phân tích về tình trạng kiểm duyệt này, nó gây hại cho nền dân chủ như thế nào. Ok quý vị, từ bắt đầu sau đệ nhị thế chiến thì thế giới định hình là hai thế giới: tự do và khối cộng sản. Sau đệ nhị thế chiến và tới thập niên 90 thì khối cộng sản sụp đổ. Lý do khối cộng sản sụp đổ là do cái thái độ độc tài toàn trị, kiểm duyệt và định hướng con người, làm cho những người tại Âu Châu họ cảm thấy là cái quyền tự do của họ đã không còn nữa trong suốt 40 mấy năm. Và cuối cùng thì quý vị, cuối thập niên 90, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ hoàn toàn tại khu vực ở Âu Châu, và thay vào đó là những xã hội dân chủ. Tại vì cuối cùng quý vị, con người vẫn cần cái niềm tự do. Năm 1948, Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã đưa ra rõ ràng xác định về tất cả những cái định nghĩa phổ quát của quyền con người, trong đó đầu tiên hết là quyền tự do ngôn luận, rồi quyền tự do đi lại, quyền tự do lập hội, tham gia đảng chính trị, quyền tự do tôn giáo và quyền tự do sáng tạo. Tất cả những cái quyền này đều nằm trong cái giá trị phổ quát của bản Hiến chương Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và quý vị, quyền tự do sáng tạo cũng đồng nghĩa với quyền tự do quan điểm về tất cả mọi vấn đề trong xã hội. Và quý vị, nó đã được khẳng định trong cái Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, ở những chế độ độc tài toàn trị còn sót lại sau cái khối cộng sản sụp đổ, thì trong đó những nước cộng sản Á Châu vẫn còn tồn tại, những nước độc tài toàn trị vẫn còn tồn tại. Họ vẫn áp dụng cái chính sách siết chặt báo chí, siết chặt truyền thông để duy trì cái quyền cai trị của họ và ban phát các cái thông tin và các cái tin tức cho họ. Quý vị, tình trạng này nó đã xảy ra sau khi mà khối cộng sản sụp đổ. Tuy nhiên, bắt đầu từ 2008 cho tới 2010, khi mạng xã hội bắt đầu ra đời. Thật sự từ năm 1996 khi Internet có, thì bắt đầu là đã manh nha có được những cái trang blog tiếng nói riêng biệt và không bị giới hạn. Tuy nhiên thì những cái trang blog và những cái trang Internet lại khó tiếp cận được người đọc. Và nhiều người không biết, tại vì lúc đó là thiên biến vạn hóa, trên thế giới cả triệu cái trang Internet, dùng chữ .com hay .us, .government hay là .org vân vân, thì quý vị rất là nhiều, chúng ta không biết đâu là đâu cả. Trừ trường hợp có bạn gửi đường link thì chúng ta còn biết cái trang web đó, chứ nếu không đó chúng ta vẫn tập trung vào những cái trang nổi tiếng. Mà cái thời 90 thì có trang AOL, rồi sau đó tới Google, là rồi tới Yahoo. Thì những cái trang này là những cái trang phổ thông nhất mà người ta có thể tiếp cận được những cái tin tức, tiếp xúc được những cái tin tức mà họ có thể tìm hiểu, thay vì phải chờ các cái cơ quan truyền thông ở địa phương nó loan, thì họ có thể tiếp nhận được những cái tin nhanh chóng hơn. Và những cái trang này nhanh chóng trở thành những cái trang gọi là thống trị trên toàn cầu. Nhưng mà rồi thời gian thay đổi, 2008 tới 2010 thì Yahoo và AOL đã trở nên dậm chân tại chỗ, không phát triển được và gần như là out the game. Thay vào đó là Facebook ra đời, sau đó tới Twitter ra đời, rồi YouTube thì có từ năm 2002, nhưng mà không được phổ thông và có nhiều cái loạn ở trong đó. Từ từ rồi tới 2008-2010, họ đi vào ổn định phát triển, thì nhiều người biết tới YouTube, Facebook và bắt đầu Twitter. Bắt đầu từ năm 2010, thì cái tầm ảnh hưởng của mạng xã hội đã bắt đầu lan rộng. Điển hình là cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập đã quét qua nhiều quốc gia Ả Rập và Phi Châu, thay đổi cái thể chế độc tài ở đây, từ Libya tới Tunisia cho tới Syria, kể cả Ai Cập. Quý vị, nhờ cái mạng xã hội, người dân bắt đầu có cái quyền nói trên mạng xã hội. Họ bắt đầu phát biểu những quan điểm chính kiến của họ trên mạng xã hội. Thì cuối cùng quý vị, những quan điểm đó được nhân rộng ra theo cái hình thức của mạng xã hội. Và cuối cùng, những chế độ độc tài đã bị lật đổ. Đã bị lật đổ. Và không những nó dừng lại ở những chế độ độc tài toàn trị, mà nó còn lan rộng ra những xã hội dân chủ. Và từ những xã hội dân chủ này,
thì nhiều cái sự bất mãn về những cái chính sách đối với những chính quyền đã bắt đầu được lên tiếng. Và đó là những cái quan điểm của những cái người dân bình thường. Họ lên tiếng về những cái chính sách của từng quốc gia, của từng ông tổng thống hay của từng ông thủ tướng hay từng một cái đảng cai trị. Họ bắt đầu lên tiếng. Và mạng xã hội nhanh chóng chỉ trong vài năm, nó đã bao phủ toàn cầu. Bây giờ quý vị, Google được xem là có cái lượng người theo dõi nhiều nhất, kể cả trên YouTube, kể cả trên Google, rồi tới Facebook, rồi tới Twitter, rồi tới Amazon. Tất cả những cái trang mạng xã hội này đều đã bắt đầu trở nên phổ thông và gần như người trên thế giới sử dụng rất là nhiều. Và nó có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn. Nhưng quý vị, nó cũng đã bắt đầu trở thành một thứ công cụ chính trị cho những đảng phái mà muốn tóm thu quyền lực. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu giới hạn ngay từ lúc Internet ra đời. Họ đã đặt bức tường lửa, tức là firewall, để ngăn chặn những thông tin. Họ buộc khiến cho Google phải rời khỏi thị trường Trung Quốc từ năm 2010. Là chính thức Google rời khỏi thị trường Trung Quốc bởi vì cái thái độ kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và rồi quý vị, Trung Quốc tự mình ra một cái mạng xã hội riêng để họ dễ kiểm soát. Lúc đầu là cái công cụ tìm kiếm giống như Google, có tên gọi là Baidu. Rồi dần dần thì nó lại có thêm những cái mạng xã hội khác, mà bây giờ phổ thông nhất ở tại Trung Quốc là Weibo, là một trong những mạng xã hội tương đương với là Twitter của Hoa Kỳ. Quý vị, nhưng Bắc Kinh kiểm soát rất chặt chẽ, bởi vì họ không để cho người dân có những cái ý kiến khác biệt với những kẻ cai trị. Họ giới hạn tất cả, và những cái tin nào được xem là nhạy cảm đối với kẻ cai trị, họ bịt hết. Họ buộc tất cả các công ty mạng xã hội phải tuân thủ điều này ở tại Trung Quốc. Do đó Facebook, Twitter, Google không có mặt ở Trung Quốc. Tại vì cái chế độ kiểm duyệt và cái luật của Trung Quốc rất là gay gắt. Thì quý vị, họ đã áp dụng cái này, nhưng mà nó khởi đi từ Trung Quốc. Bây giờ nó đã được lan rộng ra nhiều quốc gia, và với sự hợp tác của chính những công ty mạng xã hội này. Cách đây không lâu thì quý vị thấy là truyền thông của tờ Financial Times báo cáo rằng, và tờ New York Times cũng báo cáo, chính ông chủ của Facebook là Mark Zuckerberg đã chính thức ký kết với Cộng sản Việt Nam để loại trừ những nội dung mà Cộng sản Việt Nam cho rằng gây hại cho chế độ cai trị của họ. Rồi sau đó bản báo cáo cho thấy Google cũng đã bí mật ký kết, nhưng mà nhẹ nhàng hơn Facebook, với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và chính bản thân của tôi hay Trương Quốc Huy vẫn thường xuyên có đôi lúc có những cái clip đã bị ngăn chặn cái lượng view xem từ Việt Nam. Thì quý vị, họ đã bắt đầu chính sách kiểm duyệt bởi những cái chế độ gọi là độc tài toàn trị tác động lên mạng xã hội. Nhưng cái này chưa lớn. Cái này chưa lớn. Khi mạng xã hội ra đời, thì quý vị, người ta bắt đầu đưa những quan điểm xã hội người ta ra. Và sự tranh cãi về quan điểm xã hội đã dẫn tới tình trạng hơi loạn. Đương nhiên chúng ta không loại trừ những cái thành phần bất hảo cố tình tung tin giả để kiếm view hay là để bảo vệ cho, để thúc đẩy cho cái mục tiêu riêng của họ. Thành phần này rất đông chứ không ít. Ở mỗi một quốc gia đều có những thành phần bất hảo này hết. Tôi gọi là bất hảo là chính những kẻ này đã là một những cái kẻ di hại và gây hại cho cái môi trường sạch sẽ của mạng xã hội. Cho nên tôi gọi họ là thành phần bất hảo. Những thành phần tung tin giả này là thành phần mà chúng ta coi là không thể chấp nhận được. Nhưng quý vị, mặc dù khối lượng nó đại đác ở một số quốc gia, nhưng nếu tính tổng số người dùng thì nó chiếm một phần rất nhỏ, chưa tới 1%. Tôi nói thẳng với quý vị, thành phần này ở mỗi một quốc gia chưa tới 1%. Cái người sử dụng mạng xã hội ở mỗi một quốc gia. Nhưng những người chia sẻ những cái tin giả này thì nhiều. Tại vì họ đâu biết tin thật hay tin giả, họ cứ thấy tin hay là họ bấm nút share, tức là chia sẻ đó. Thì cái thành phần này nhiều. Thì quý vị, nó xảy ra tình trạng này, cho nên nó đã bắt đầu có những cái chính sách tìm cách giới hạn. Thứ nhất là tình trạng bạo động. Trước đó quý vị, chính mạng xã hội Facebook là nơi sử dụng nhiều nhất của lực lượng Hồi giáo ISIS. Họ tung lên mạng xã hội tất cả những cái hình ảnh ghê tởm nhất về khi mà họ hành quyết những người khác. Quý vị còn nhớ cái giai đoạn của năm 2014 là cái giai đoạn mà Hồi giáo ISIS đã hoạt động tại Trung Đông. Họ có những cái video, họ có những cái clip, họ có những cái hình ảnh, họ hành quyết những người dân vô tội. Nhưng lúc đó Facebook không cản. Facebook không cản. Và tiếp tục để cho những hình ảnh đó thống trị một khoảng thời gian. Rồi sau đó quý vị, dưới áp lực của các nhà chính trị trên thế giới, Facebook mới bắt đầu ngăn chặn những cái trang của ISIS v.v. Nhưng họ vẫn giữ trang của những chế độ độc tài toàn trị.
để tiếp tục để duy trì cái tiếng nói của những chế độ này. Rồi quý vị, bây giờ tới phiên mạng xã hội bắt đầu sử dụng cái chiêu bài chống tin giả, chống tin nhiễu để bắt đầu gia tăng cái mạng kiểm duyệt. Bây giờ gần như Facebook, Amazon, Google đều có cái hệ thống kiểm duyệt của họ. Và cái hệ thống kiểm duyệt này của họ lại copy đúng cái mô hình của Cộng sản Trung Quốc. Nếu Cộng sản Trung Quốc nhân danh là gìn giữ an ninh trật tự xã hội để ngăn chặn tiếng nói bất đồng ở tại Trung Quốc, thì bây giờ các mạng xã hội của Hoa Kỳ, từ Facebook, Twitter, Google, cũng nhân danh là chống tin giả, chống tin nhiễu để mà kiểm duyệt tất cả những quan điểm khác biệt. Nhất là họ đã trở thành công cụ của một thế lực chính trị, một phía. Họ không còn đứng một cách gọi là trung dung ở giữa và có một cái thái độ khách quan đối với các quan điểm xã hội nữa. Gần như là các ông chủ và các cái hệ thống điều hành của những công ty mạng xã hội này đều take side, tức là đều đứng về một phía đầy thiên vị. Tôi lấy ví dụ, bỏ qua những cái tin nhiễu hay tin nhiễu hay là tin giả đi quý vị. Ngay cả Google, cách đây khoảng mấy tuần lễ, Google chính thức thông báo là sẽ block vĩnh viễn những ai dùng YouTube mà có ý định chống lại cái chủ trương về khí hậu toàn cầu, đặc biệt là cái vấn đề toàn cầu bị hâm nóng. Thì nếu mà ai đi ngược cái chủ trương này thì sẽ bị ngăn chặn vĩnh viễn ở trên YouTube. Quý vị, đây là cái thông báo chính thức của công ty Google. Tức là những ai mà đi ngược lại với cái mà họ gọi là quan điểm khoa học liên quan tới vấn đề khí hậu toàn cầu bị hâm nóng. Thì quý vị, đây rõ ràng là hành động định hướng. Định hướng rất rõ ràng. Định hướng tức là buộc mọi người phải suy nghĩ theo một chiều, theo cái nhận định của các nhà khoa học. Nhưng trong ngành lĩnh vực khoa học, nghiên cứu về môi trường, thì việc trái đất bị hâm nóng là chuyện có thật chứ không phải lỗi. Nhưng cái nguyên nhân dẫn tới hâm nóng, nó nhiều lý do. Thì Google không cho phép tranh cãi. Những lý do mà phía của những kẻ hoạt động cánh tả trong ngành môi trường, nó quy chụp cho vấn đề năng lượng, tức là dùng dầu, dùng xăng, khoáng mỏ, than đá, v.v. Thì gây ô nhiễm môi trường. Nhưng mà quý vị, nó lại không nhắc tới những cái khía cạnh khác của vấn đề ô nhiễm môi trường. Tức là họ có động cơ chính trị ở phía sau lưng. Họ có agenda riêng. Họ chỉ đưa những cái nào mà họ nhắm tới thôi. Còn những cái nào không phải mục tiêu của họ, họ che lấp. Chính vì điều này mà những người phản đối họ lên tiếng, họ nói no. Những ngành đó gây ô nhiễm, nhưng mà những ngành khác cũng gây ô nhiễm, thì lại không được nhắc tới. Nhưng nếu những người đưa những cái ý kiến khác lên thì sẽ bị ngăn chặn ở trên mạng xã hội. Đây là cái cách kiểm duyệt y chang của Trung Quốc. Tức là đi ngược lại với cái định hướng mà họ nhân Trung Quốc thì nhân danh là trật tự an ninh xã hội. Còn những cái mạng xã hội thì nhân danh là ngăn chặn tin giả, tin nhiễu và phải tuyệt đối tin vào các nhà khoa học. Các nhà khoa học có sai lầm không quý vị? Yes, có. Nhưng mà bây giờ nếu họ sai lầm mà chúng ta cũng phải tin theo à? Hay là họ làm chưa đủ vai trò, chúng ta cũng phải tin theo à? Chúng ta không có quyền có ý kiến ngược lại với họ hay sao? Thì đó quý vị, cái mô hình kiểm duyệt này nó y chang của Trung Quốc. Rồi những chế độ độc tài khác thì nó lại áp dụng cái cách kiểm duyệt của Trung Quốc, nó đặt lên là người dân luôn. Tức là bây giờ mà quý vị mà chỉ trích phê bình một kẻ cai trị ở Việt Nam, quý vị sẽ bị quy tội là bôi nhọ lãnh đạo và gì đó. Rồi cái nó kêu gọi nhẹ thì nó kêu gọi công ty mạng xã hội đóng cái tài khoản của quý vị. Nặng, nó truy tố quý vị ra tòa. Nó dùng cái hệ thống kiểm duyệt này, nó áp đặt lên người dân. Rồi ngay cả Google, Facebook bây giờ cũng dùng cái chính sách y chang Trung Quốc. Trung Quốc thì nhân danh là vì an ninh quốc gia, họ ngăn chặn tất cả những tiếng nói khác biệt. Thì bây giờ Google, Facebook lại nhân danh là vì sức khỏe công cộng, không cho phép ai nói ngược quan điểm liên quan tới vấn đề chủng ngừa. Cứ quý vị lên tiếng là sẽ bị ngăn chặn. Gần như là họ đóng lại cái việc mà có những quan điểm khác biệt liên quan tới chủng ngừa. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. Cái đại dịch đang bùng nổ, mọi người sẽ đặt câu hỏi
tại sao cái dịch bệnh SARS, tại sao cái dịch bệnh MERS, tại sao cái dịch bệnh Ebola không có thuốc chủng ngừa, mà tới cái dịch bệnh này thì trong vòng một năm đã có thuốc chủng ngừa. Những câu hỏi này có nên hỏi không quý vị? Yes. Nhưng nếu quý vị đặt câu hỏi thì quý vị sẽ bị kiểm duyệt rất gắt gao ở trên mạng xã hội, và họ nhân danh là quý vị tung tin giả và tin nhiễu để mà gây hoang mang cho công chúng ở trên mạng xã hội. Họ đóng tài khoản, họ trừng phạt, họ block quý vị. Đây là tình trạng diễn ra. Và rõ ràng cái lời cảnh báo của tổ chức ASPI của Úc không phải không có lý do. Tập Cận Bình đã thành công xúc cản được cái hệ thống kiểm duyệt của họ ra bên ngoài. Và bây giờ chính tất cả các công ty mạng xã hội đều áp dụng cái chính sách kiểm duyệt y chang của Trung Quốc. Bây giờ mà quý vị đưa những cái tin nào họ coi là nhạy cảm, nhẹ thì họ ngăn chặn cái nút kiếm tiền của quý vị. Nếu quý vị muốn kiếm tiền ở trên mạng xã hội bằng cái chương trình của quý vị. Còn nặng thì họ sẽ trừng phạt là họ sẽ xóa đi cái video đó. Nặng hơn nữa là họ sẽ strike quý vị, mà 3 lần strike là họ sẽ đóng luôn cái channel của quý vị một cách vĩnh viễn. Gần như là họ sử dụng cái này, và bây giờ tất cả các cái trang mạng xã hội đã trở thành công cụ chính trị của các chính trị gia và các cái lực lượng khuynh hướng xã hội, nó thao túng, tức là nó đẩy các mạng xã hội đứng về một phía mà không có sự công bằng và neutral, tức là có cái sự khách quan ở giữa, mà gần như họ nghiêng về một phía luôn. Họ nghiêng hẳn về một phía luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng là Tập Cận Bình đã thành công. Ông ta đã xúc cản được cái mạng lưới kiểm duyệt ra khắp thế giới. Và bây giờ mỗi một ngày quý vị lên trên mạng xã hội, quý vị phải cẩn thận lời nói, quý vị phải cẩn thận quan điểm, mà bị dễ dàng bị quy chụp cho quý vị là tung tin giả hay tin nhiễu. Khi mà quý vị đưa ra một cái bài phân tích liên quan tới một sự kiện nào đó mà bị xem là nhạy cảm, tức là sensitive. Ví dụ quý vị nhắc tới những cái trường hợp về ma túy, quý vị nhắc tới những cái trường hợp về chủng ngừa, quý vị nhắc tới những cái trường hợp về những cái cuộc bạo động, thì đều vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của các mạng xã hội. Tức là họ kiểm duyệt, họ không cho phép quý vị có thể có được cái ý kiến khác biệt. Và chuyện gì xảy ra ở những xã hội độc tài tôi không nói. Ở những xã hội độc tài toàn trị thì cái kẻ cai trị nó sử dụng bạo lực, nó sử dụng vũ lực để nó tống giam, kết án tù, sách nhiễu, đánh đập, tra tấn đối với những người có ý kiến khác biệt với nó. Đúng chưa quý vị? Thì đương nhiên ở những chế độ độc tài toàn trị nó là như vậy. Nhưng nếu cái mạng xã hội như là Twitter, Facebook, YouTube, Google, Amazon, những công ty này nếu như mà họ tiếp tục duy trì cái thái độ kiểm duyệt này thì nó sẽ đến cái hậu quả như thế nào quý vị? Hậu quả nó sẽ còn chia rẽ trầm trọng hơn và nó đẩy thế giới trở nên cực đoan hơn. Thay vì quý vị để cho người ta nói, cãi qua cãi lại, nó giảm đi rất nhiều những cái ấm ức trong lòng của người ta, hay là những cái sự bất mãn trong lòng. Khi nói ra rồi, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi được ẩn chứa trong lòng mà không nói ra được, nó từ từ nó ung đúc đẩy con người ta trở thành cực đoan. Nó đẩy con người ta trở thành cực đoan và dễ dàng có những hành động thiếu kiểm soát. Cái việc mà các công ty truyền thông xã hội bây giờ đang đi vào cái hướng này, họ đang gia tăng cái mức kiểm duyệt dưới áp lực của một số chính trị gia có động cơ riêng, buộc họ phải đưa ra những cái quy tắc về tiêu chuẩn cộng đồng có lợi cho những chính trị gia này. Cho nên, quý vị, vô tình, những công ty truyền thông xã hội này đã tiếp tay cho những chính trị gia có động cơ chính trị riêng để mà kiểm soát một phía đối lập. Và nếu như phía đối lập muốn nói trên mạng xã hội nói không được, nói tới đâu là bị chặn tới đó, nói tới đâu là bị chặn tới đó, tức là tiếng nói của họ bị bịt lại, thì quý vị, cái sự bất mãn đó nó sẽ càng lúc nó càng cao hơn chứ nó không mất đi. Mà khi nó tới mức cực điểm rồi đó quý vị, nó dễ dàng đẩy những người đó vào con đường cực đoan. Nó dễ dàng đẩy những người đó vào con đường cực đoan khi mà người ta, cái sự bất mãn người ta lên quá cao,
thì người ta dễ có những cái suy nghĩ cực đoan. Và khi người ta có suy nghĩ cực đoan thì người ta sẽ có những hành động mà người ta không kiểm soát được và gây ra những thảm kịch xã hội. Đây là một trong những cái điều rất nguy hiểm mà các công ty truyền thông xã hội của Hoa Kỳ hiện nay đang phải đối diện. Đang phải đối diện. Và tình trạng này nó sẽ đẩy xã hội đi vào con đường cực đoan nhiều hơn. Tức là những kẻ được nói chuyện thoải mái ở trên mạng xã hội thì tha hồ công kích và lách né những cái quy tắc thôi để công kích, chửi bới, hoặc là không nói chửi bới thì không đúng, nhưng mà công kích bằng những cái ngôn ngữ đội lốt, những cái chữ chữ từ ngữ khác thì sẽ bị sẽ thoải mái, trong khi phía đối lập thì không có tiếng nói, tại vì nói lên là bị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, lại bị chặn. Thì cái quyền tự do ngôn luận của họ bị giới hạn một cách tức tưởi bởi vì động cơ chính trị của một số chính trị gia muốn áp đặt những cái này để ngăn cản những tiếng nói phản đối họ. Đó, quý vị thấy cái vụ của Rittenhouse. Bây giờ các công ty truyền thông xã hội họ nói rằng họ đặt niềm tin vào các cơ quan truyền thông CNN, MSNBC, CBS, New York Times, USA Today. Suốt một năm ngoái, khi phiên tòa chưa diễn ra, họ tha hồ gán nhãn cho Rittenhouse. Đủ kiểu hết. Và cuối cùng bây giờ quý vị, tòa án đã phán ảnh vô tội. Rõ ràng hành động của ảnh là tự vệ. Hình ảnh video chiếu lại, ảnh bị rượt đuổi bởi những kẻ tìm cách để tấn công ảnh. Ảnh phải nổ súng tự vệ thôi. Nhưng mà những cơ quan truyền thông đã cố tình gán nhãn. Và bây giờ khi mà bản án đã ra, có cơ quan truyền thông nào lên tiếng chính thức xin lỗi đối với Rittenhouse không? Không có. Nhưng mà các công ty truyền thông xã hội, họ vẫn coi đây là tin thiệt. Chính những cơ quan truyền thông này đưa tin giả, tin nhiễu, gây hoang mang cho công chúng. Từ CNN, MSNBC, New York Times, USA Today, Washington Post, viết những bài viết và ghi đưa những cái tin toàn toàn là sai lạc không, nói là ảnh giáo vác súng từ địa bàn khác tới. Tin giả đó quý vị. Và cố tình gán nhãn cho người khác, lợi dụng cái uy thế truyền thông của mình để gán nhãn cho một người chưa bị kết tội. Nhưng mà những công ty này có chịu trách nhiệm gì không? Hay họ vẫn được sự chấp thuận của YouTube, của Facebook, của Twitter, vẫn cho phép họ thoải mái nói, muốn nói gì nói, không bị kiểm duyệt. Họ nằm ngoài cái phần kiểm duyệt của các cái hệ thống truyền thông xã hội này. Đây chính là lý do dẫn tới sự bất mãn trong xã hội đối với những người mà không có tiếng nói. Khi những cơ quan truyền thông này đã không giữ được vai trò khách quan, cố tình thiên vị gán nhãn một bên, nhưng mà vẫn được duy trì tiếng nói thoải mái. Trong khi đó những người nói ngược lại đều bị bịt miệng, đều bị block, đều bị strike, đều bị ngăn chặn vĩnh viễn. Thì quý vị nghĩ sao nếu quý vị nói mà nói không được? Nó ứ tới đây nè, nói không được nữa. Rồi một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, một năm, 2 năm, 3 năm. Cái nỗi bất mãn nó dâng lên như này. Nó dâng lên cao và cuối cùng quý vị sẽ chọn giải pháp gì? Quý vị sẽ chọn cái giải pháp được xem là giải tỏa cái nỗi bất mãn của quý vị bằng một phương pháp khác. Và tôi gọi phương pháp đó là quý vị đi vào cực đoan. Mà khi con người đi vào cực đoan rồi, không kiểm soát được hành động của mình. Lời cảnh báo của ASPI cho chúng ta thấy, cuối cùng Tập Cận Bình đã thành công. Ít nhất trong giai đoạn này, tôi nhận thấy, Tập Cận Bình đã thành công. Chế độ kiểm duyệt của Cộng sản Trung Quốc đang được xúc cản một cách dồi dào ở trên thế giới. Và một ngày nào đó, tất cả đều nằm dưới sự thống trị của Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề kiểm duyệt quan điểm con người. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của Phong trong buổi tối ngày hôm nay, chiều tối ngày hôm nay liên quan tới tình trạng kiểm duyệt trên các mạng xã hội. Họ đã gần như là copy gần như 100% cái công thức kiểm duyệt của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và điều này nó sẽ dễ dàng dẫn tới một cái hậu quả kinh khủng. Sự khoảng cách về giữa các con người sẽ xa hơn và nó sẽ tạo ra những cái thảm kịch có thể nặng nề hơn cho xã hội khi mà những người có muốn có tiếng nói lại nói không được. Ok quý vị, đó là cái phần thứ nhất của cái chương trình Hilton Nhật Ký ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần Hilton Nhật Ký phần 2. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người.